Hi, xin chào tất cả các bạn. Ở trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cái bài thuốc chữa tái buốt và kiến lỵ. Bây giờ tôi đang lên. Đây, hôm nay ở trên tôi thì trời nắng rất là đẹp các bạn này. Đây, các bạn có thể thấy là trời nắng chang chang. Bây giờ là 8:30. Cái cây này là cây lục lạc này các bạn này. Đấy. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không nói cái cây này. Tại vì là cây này, ngày trước tôi đã có một cái clip tôi giới thiệu về cây thuốc này rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đưa các bạn lên trên kia. Đây, có khá nhiều những cây thuốc nữa các bạn nhé. Rồi tiếp tục đi lên trên này. Cái bài thuốc mà tôi muốn nói đến, đây chính là cái cây mà chúng tôi, người địa phương chúng tôi hay gọi là cái sập phản xị nhé các bạn nhé. Đây là tiếng địa phương chúng tôi gọi là sập phản xị. Là tiếng dao đấy các bạn. Đây, thưa các bạn, là hôm nay cái cây thuốc mà tôi muốn nói đến, tôi muốn giới thiệu đến các bạn là nó chính là cây thuốc này đây các bạn này. Đấy. Đây chính là cây thuốc mà tôi muốn giới thiệu. Ở địa phương chúng tôi hay gọi cái cây này là sập hàn xị. Đấy. Sập hàn xị hay là sập hàn búa đấy. Còn phổ thông chúng ta thì gọi cây này là cây thài lài tía nhỉ các bạn nhỉ. Có thể là nhiều địa phương, mỗi một khu vực, một địa phương chúng ta có cái tên gọi khác nhau. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, ở địa phương chúng tôi thì chúng tôi hay gọi cây này là cây sập hàn xị. Chúng ta có thể thấy là lá của nó màu đỏ. Cây này nó có hai loại. Một loại nó hay mọc ở những cái khu đồi nương ấy. Khu đất ẩm ẩm nó có khá là nhiều. Cái cây loại kia là loại màu xanh. Còn loại này thì các bạn có thể thấy là nó màu hơi tía. Ở dưới mặt dưới của lá ấy, nó có màu tía. Đây, có màu tím này các bạn này. Các bạn có thể thấy. Đây, tất cả này, ở mặt dưới nó có màu tím. Nhìn nó lấy nét nó không được nét lắm. Đây, tôi phải chậm vào đây nó mới lấy nét được. Đó, các bạn có thể thấy là ở mặt dưới nó là màu tím đúng không nhỉ. Còn ở mặt trên này, các bạn có thể thấy là mặt trên nó có hai, nó có hai cái viền màu trắng ở hai bên đúng không? Cái cây này thì nó mọc khá là mập mạp nhé các bạn nhé. Đây, các bạn có thể thấy là nó khá là mập và nó mọc bò theo các vách đá này các bạn này. Nó bò lên trên kia này. Đây kia kìa. Đấy, nó mọc bò lên trên kia. Để cho các bạn dễ nhận biết thì tôi muốn giới thiệu một chút. Cây này thì cỏ mập bò và có thân thì phân nhánh nhá các bạn nhé. Đây này, thân của nó thì nó phân nhánh ra này. Đây, nó không được nét lắm. Đấy, đây này. Và nó mọc dễ, nó có thể mọc dễ ở các nhánh này các bạn này. Đấy, dễ. Các bạn có thể thấy là dễ ở các, tức là các mấu đốt của nó đấy. Đấy, chính là cây thài lài tía. Đấy, lá của nó thì mọc so le với nhau nhé. Nó không phải là mọc đối xứng. Đây các bạn này. Đấy, các bạn có thể thấy là lá thì mọc so le có bẹ. Phiến lá thì có cái hình bầu dục. Đây các bạn có thể thấy những cái lá đây, chúng ta thấy là có cái hình bầu dục đây. Chóp thì nhọn đúng không? Đây. Đấy, chóp nhọn. Mặt trên thì màu lục. Có sọc ở mép và ở giữa đây này các bạn. Nhìn rõ này. Sọc ở mép và ở giữa đây. Đấy. Còn phía dưới là
Phía dưới của lá có màu tím đây, đỏ tía đấy. Rồi, như vậy là chúng ta đã biết được một số những cái thông tin về cây này và cái cách nhận biết của nó rồi. Thì cái cây thải lài tía này chúng tôi hay gọi là sập hàn búa đấy, hay là sập hàn dị. Thì cây này chúng tôi hay dùng để chữa các bệnh đái buốt nha các bạn, và kiết lỵ nó rất là hiệu quả. Đồng thời là cây này cũng được nhân dân chúng tôi dùng làm thuốc bổ máu nha các bạn nhé. Đây, làm thuốc bổ máu. Với lại một cây, hai cây nữa chúng tôi hay gọi là địa châu tạp giáp. Chúng tôi kết hợp lại một số những cây thuốc như thế. Khi mà chúng ta hầm chân giò hoặc là hầm gà các kiểu thì chúng ta sẽ bỏ cái này vào. Nó làm cho cái món canh gà hoặc là cái món chân giò nó sẽ có vị ngon, thơm ngợi hơn. Đấy, đấy là một số thông tin mà chúng tôi dùng và tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Và cái cây này thì chúng ta có thể làm rau, chúng ta có thể làm rau ăn. Đấy, lá chúng ta lấy cái những cái đoạn non, những cái mầm non non ấy, chúng ta làm rau ăn nó rất là ngon này, luộc ấy. Và cái cây thuốc này chữa kiết lỵ thì như thế nào, bây giờ tôi muốn nói cho các bạn biết là ở chỗ tôi thì khi nào mà những cái trường hợp mà bị đái buốt kiết lỵ ấy, thì chúng tôi lấy cái cây này này, cái cây thải lài tía này này. Đây, chúng tôi lấy cái cây thải lài tía này phơi khô cộng với lại cái cây mã đề ấy. Cây mã đề thì chắc hẳn các bạn đều đã được biết rồi. Tuy nhiên rằng thì ở đây, trong cái kênh này tôi chưa giới thiệu cây mã đề. Chắc chắn là nhiều bạn chúng ta đã biết được cây mã đề rồi đúng không ạ? Thì ở trong cái clip khác tôi sẽ giới thiệu cái cây mã đề để cho các bạn biết rõ hơn. Đấy, khi nào mà cái trường hợp mà bị đái buốt kiết lỵ thì chúng ta sẽ lấy cái cây này nhá. Lấy cây này phơi khô cộng với lại cái cây mã đề. Chúng ta cũng phơi khô được thì càng tốt. Rồi chúng ta sắc uống. Chúng ta lấy một nắm nhá. Ở trên tôi thì không hay đo bằng gam hoặc là kg gì cả. Chúng tôi thì chỉ đi hái về. Đấy, cứ như đi hái như này này. Hái xong rửa thật sạch. Hái được một nắm xong đun uống thôi. Chúng ta sắc uống. Một ngày thì chúng ta uống 2 lần. Đấy, một ngày chúng ta uống 2 lần. Thì kiểu gì sau 2 hôm thì chắc chắn là chúng ta sẽ đái bình thường, nó không bị buốt nữa. Đấy, đấy là cái công dụng của cây này. Tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết. Ngoài ra thì cây này còn trị cái trứng mụn nhọn, sưng tấy đấy. Những cái anh em nào, những cái trường hợp nào chúng ta bị mụn nhọt thì chúng ta cũng hái cây này về, chúng ta về rửa thật sạch nhá. Rửa thật sạch xong chúng ta giã, cho thêm một ít nước và chúng ta giã. Xong là lấy cái nước đấy chúng ta uống. Đồng thời là cái bã này thì chúng ta đắp vào cái chỗ mụn đấy. Sau một vài hôm thì cái mụn đấy nó khắc, nó lên mủ và lành khỏi. Đấy. Ngoài ra thì cái cây này còn có một số những cái công dụng nữa, như là trị cái rắn độc cắn này. Đấy, trị rắn độc cắn thì chúng ta hái cây này xong nhai, chúng ta nhai hoặc là giã xong chúng ta đắp vào cái chỗ mà bị rắn cắn ấy. Đấy là cái phương pháp mà trị tạm thời nhá. Đấy, tôi muốn bảo với các bạn là cái nếu mà trị rắn độc cắn thì đấy là cái phương pháp mà tạm thời thôi. Còn để mà an toàn hơn nữa thì chúng ta sẽ đưa nhanh đi ra cái cơ sở y tế gần nhất nhỉ. Và những cái một số cái chúng tôi dùng tiếp theo nữa, đó là khi mà chúng ta bị bỏng ấy, bị bỏng lửa nhé các bạn nhé. Bỏng nước thì tôi cũng chưa biết được, tôi chưa sử dụng được. Nhưng mà cái trường hợp mà bị bỏng lửa ấy, chúng tôi cũng hay lấy cái này giã xong đắp. Và
cái trường hợp mà chúng ta đái đục nữa, đái đục thì chúng ta cũng lấy cái này này, lấy cái này chúng ta sắc uống. Và những cái trường hợp mà chúng ta bị đau mắt đỏ ấy, đấy, chúng ta bị đau mắt đỏ thì chúng ta cũng lấy cái cây này để mà sắc uống. Một ngày uống 2 đến 3 lần. Đó, đây. Còn ngoài ra thì cây này còn để trị chứng ho nữa các bạn ạ. Đấy, ho khá là hiệu quả nữa các bạn nhé. Chúng ta vẫn sắc uống bình thường thôi. Đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn giới thiệu cho tất cả các bạn. Tại vì là cái cây này bây giờ tôi thấy cũng hiếm. Ở trên tôi thì hiếm, chỉ có cái... chỉ có từng này thôi các bạn ạ. Ngày trước thì nó chỉ có 1-2 cây thôi. Cách đây khoảng 5 năm về trước thì nó chỉ có 1-2 mầm xin về đấy. Xong là bây giờ nó đẻ ra các nhánh, nó phân ra các nhánh thì được cái khóm này. Đây, đây, nó lan xuống dưới này nữa. Đấy, các bạn có thể thấy. Rồi, cảm ơn tất cả bạn. Tôi hy vọng là những cái thông tin mà tôi vừa đưa ra cho các bạn thì đấy là một số những cái thông tin hữu ích để giúp được một phần nào đấy cho các bạn nhỉ. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chú ý lắng nghe. Có thể trong quá trình tôi thuyết trình thì nó sẽ không được hay cho lắm, nhưng mà các bạn cố gắng hiểu và thông cảm và biết được những cái thông tin này tôi đưa cho các bạn là một cái những cái mà người dân địa phương chúng tôi hay sử dụng nha các bạn nhé. Đấy. Còn cô bác anh chị nào chúng ta thấy cái thông tin tôi đưa lên nó hữu ích thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời là nhấn chia sẻ và đăng ký kênh. Đây, ở đây có một cái nút đăng ký ở phía trái. Ở bên phải phía dưới góc màn hình ấy, nó có nút đăng ký thì vâng, quý anh chị và cô bác chúng ta đăng ký để nhận được những cái clip mới nhất của tôi đưa lên. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.